Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ủ, cái gì này? Bốn thằng clan CC coi như là party với nhau. Thôi chết rồi anh em ơi, lạc vào ổ nhìn nhện rồi. Chuyện này khó đấy, chơi gì đây? Phải chơi một cái đội hình nào đấy mà chúng ta có thể ít bị counter nhất. Đấy, phải chơi một cái đội hình mà ít bị counter nhất. Bởi vì làm sao? Nếu mà gặp cái tình trạng party ấy, anh em biết không? Party đây là, nếu mà anh em chưa biết nhá, thì tôi cũng xin coi như là giới thiệu cho anh em cách mà đeo rank nhanh nhất. Đấy, đấy là party. Party hai người với nhau thì đã gọi là rất là nhanh rồi đấy nhá. Đây còn party bốn người với nhau, đấy từ xong rồi. Đấy, và chúng ta thấy là có một người CC ham vui là đã có cái con đường là pick a clan đấy. Đấy là chốt được clan rồi. Một thằng chốt clan. Đó đấy, đây nó gọi là một cân bốn luôn. Ngoài coi như là những cái thằng khác thì bốn thằng này nó coi như là nó party cover nhau. Đấy, coi như là một mình thôi, nếu mà tí nữa là phải chống với cả bốn người. Càng đấy. Làm clip đúng là không hề dễ ở cái mức rank này anh em ạ. Nghịch dại một lần đấy. Lấy Aquin để làm clip nhưng mà khó. Tự nhiên là khó. Bốn cái thằng CC toàn top server, xong rồi là coi như là party với nhau để đeo rank. Thằng CC ham vui với CC Tùng Cháy là tôi biết là top đấy, đang top server đấy, còn top hình như là top 5 hay top 6 gì đấy server thì phải. Top của server thế giới luôn nhá, nhưng không phải top Việt Nam đâu. Đấy, căng á. Chuyện này nói chung là xác định là khó, xác định là khó anh em ạ. Chuyện này nói chung là xác định là đánh bổ củi thôi. Chứ còn cũng không hy vọng là sẽ đánh được chuỗi đâu. Chắc là khó đấy. Đánh chuỗi là rất khó nha anh em nhá. Đấy mà tôi cũng sẽ chốt đồ sớm. Tôi chốt đồ sớm để tôi có thể là giữ được máu, cũng như là có cái gì đấy để thắng nơi thì được cái công nghệ mech chúng ta roll free. Ok. Rồi, được một cái công nghệ mech free. Hy vọng là ra được cái con Skybreaker sớm này, lên 2 sao. Có 2 con rồi, cho xin 1 con đây nào. Ui, không có rồi. Skull Hunter này. Ok. Kẹp được 2 đỏ vào. Hơi khèo anh em nhỉ. Tôi sẽ chọn cái đội hình mà chúng ta có thể chơi một cách ổn định và có thể giữ máu được. Trận này là phải giữ máu tốt thì mới có thể là đánh được đấy. Còn chắc là tôi nghĩ là late game ấy, thế nào thì cũng sẽ là một solo với cả 4 CC thôi anh em ạ. Nếu mà tôi sống tôi vào trong top 5, tôi phải khẳng định với anh em thế luôn. Đây nó là party 4 người. Nếu mà anh em chưa biết tại sao party nó lại dễ dàng nó vào top thế thì tôi cũng xin giải thích cho các anh em mà chưa biết. Là khi mà chúng ta party 4 người với nhau ấy, thì cái cơ hội mà gặp nhau ấy, nó rất là dễ. Đấy, với những cái người ở mức rank cao như tôi thì cái việc tính cờ để gặp nhau ấy, tính cái round để gặp nhau ấy, nó dễ lắm. Đấy, thế nên là cứ gặp nhau ấy thì bỏ cờ ra. Đấy, cứ bỏ cờ ra để bớt mất máu thôi. Đấy, hoặc giả sử như mà có một cái người mà người ta có chuỗi nhá, có người ta có chuỗi ấy, thì người ta có thể nhường chuỗi được cho cái người đồng đội. Đấy, nó chính là cái hay của cái việc là party. Anh em thấy không? Nếu mà party được nhá thì hay nhất của cái việc party đấy chính là có thể nhường được cái chuỗi cho nhau. Hoặc khi mà gặp nhau ấy, cái người eco ấy có thể nhường được cái người eco. Đấy, cái người đang eco nhưng mà gặp đồng đội. Đấy, thì có thể bỏ bớt bài ra để cho đỡ mất máu. Đấy, nó rất là có lợi thế. Chưa tính đến cái việc là khi mà late game ấy, anh em cứ cảm tưởng như late game nhá. Khi mà có những cái người ta chết đi rồi ấy, thì cái người đồng đội còn lại đúng không, sẽ sống sót. Và những cái người chết ấy sẽ đóng vai trò là gì? Là đi soi bài hộ. Đấy, soi bài xem là đối thủ để bài như nào, vị trí như nào, để biết cách để counter. Nguy hiểm lắm anh em. Đấy, mà đây là hai người đã nguy hiểm lắm rồi. Đấy, đấy, chơi như thế là hai người đã nguy hiểm lắm rồi. Đây còn chơi bốn người là anh em biết là cái mức độ khó nó như nào. Đấy, tức là ngoài cái việc là quân sư ra nhá, để tư vấn bài ở ngoài ra ấy, thì còn có là soi bài và kết hợp là có thể là chỉ cho là xếp bài như thế nào để counter đối thủ.
Đấy, thế nên là khó, trong những cái trường hợp mà gặp như này là rất khó luôn. Đấy. Gặp party đôi là đã thấy khó rồi, chứ đừng có nói là party 4 nha anh em nhá. Đấy là chơi một cái đội hình nào mà nó ít counter thôi. Và chúng ta chỉ cần thay đổi một vài cái vị trí đơn giản thôi. Đấy, một cái đội hình đơn giản, giữ được máu, đấy, phải đảm bảo yêu cầu là giữ được máu ở trong trận đấu. Và một cái đội hình dễ chơi, dễ giữ được máu, đấy, và ít bị counter. Nó phải là một cái đội hình như thế. Đấy, ít bị counter bằng vị trí xếp bài, tức là xếp như nào thì vẫn có thể ăn được. Đấy, thì chúng ta chơi những cái đội hình như thế thì chúng ta mới có thể là có một cái trận đấu hướng tới một cái trận đấu top 1 được. Rồi. Một trận đấu này nói chung là tôi cũng xác định là tôi không thể nào mà đánh chữ thắng ở đâu. Đấy, khó lắm anh em ạ, khó lắm. Nên là tôi quyết định là tôi giữ máu thôi, tôi giữ máu thôi. Chứ cái tầm này thì chúng ta cũng không thể eco được với những cái trận đấu như này. Đấy, những cái trận đấu như này thì thế nào rồi cũng sẽ bị phá eco thôi. Đấy, chơi với cả 4 người cơ mà. Thì cứ chia nhau ra, có một thằng là eco đúng không? Còn lại thì là xác định là sẽ nhường để có thể là có một người đồng đội eco, một người chơi chữ thắng. Đấy. Anh em thấy là ở trong trận đấu này anh em cũng nhìn thấy là biết là CC đạt bế bỏng. Đấy là đang được nhường eco. Đấy. Còn cái người chơi chuỗi thắng thì tôi cũng chưa nhìn ra, nhưng mà tí nữa anh em sẽ thấy thôi. Đấy, mày thế. được, đánh được. Có thể người chuỗi thắng đang là CC Tùng Cháy hoặc là CC Hòa Cute đấy. Đấy, anh em cũng có thể nhìn thấy là hai người đang ở phía trên là đánh được chuỗi thắng. Còn CC đặt bé bỏng là được nhường để có thể đánh chuỗi thua. Đấy, nếu mà tôi bây giờ tôi xuống tôi eco chắc chắn là tôi xuống hố thôi nhá anh em nhá. Nhưng mà tôi đánh thôi theo kiểu một cái đội hình giữ máu. Để xem là chúng ta chơi cái gì. Ok, đã có thằng vừa sang soi đó, tôi không để ý đâu. Tôi chưa để ý thằng nào vừa sang soi. Có phải thằng eco sang soi không? Thằng đặt bé bỏng sang soi đúng không? Chưa gặp đặt bé bỏng này. Có khi nào mà tôi bỏ cờ ra tôi phá chuỗi nó luôn không nhỉ? Thế chơi nó lại gắt quá. Anh em ạ. Mà thực ra thì cũng không cần, bởi vì là tôi thực ra bây giờ tôi cũng đang có mic ấy. Tôi gặp thằng đấy tôi cũng có thêm một cái free roll thì cũng ok. Đúng rồi anh em ạ. Anh em cũng có thể thấy là đấy, thằng CC Túng Cháy đang có chuỗi. Rồi, roll rồi. Ấy à. Được đấy. 4 đỏ và cái đá anh em ạ. Nên nhớ là ngoài cái thằng CC đặt bé bỏng ra đang eco tôi chưa gặp, thì cái thằng còn lại nó chính là thằng CC Tùng Cháy. Đấy, rau này có khi gặp thằng CC Tùng Cháy cắt chuối lại ngon. Anh em nhá, đây là tôi không có bỏ bài ra tôi phá chuỗi cái thằng kia đâu. Mẹ dở hơi. Đánh là đánh chuỗi thắng như ai đánh chuỗi thua. Rồi ok, vậy là cái rau tiếp theo là cái rau 11 chúng ta sẽ gặp là CC Tùng Cháy. CC Tùng Cháy bây giờ với khả năng là tiền là như kia thì khả năng là sẽ không áp được 7. Tôi sẽ áp được 7 ở round 11. Ok. Ở level 11 chúng ta sẽ có 3 goblin. Ở round 11 chúng ta sẽ có là level 7, 3 goblin kết hợp với cả 4 đỏ. Ok. Được đấy. Được đấy anh em ạ. Được đấy. Với một cái đội hình như thế thì cái lượng máu nó sẽ là rất trâu chó ở trong cái round 11. Rồi, đủ lượng trâu có thể đánh được. Ok. Biết chính xác là round 11 là gặp Tùng Cháy rồi nha anh em nhá. Không, Tùng Cháy bắt đầu bán cờ đi rồi, bán cờ bớt rồi. Bây giờ nó có đủ 10 tiền, vậy là round sau nó cũng sẽ lên 7. Ok, vậy chúng ta sẽ 7 đánh với cả 7 ở round sau. Tôi chắc là tôi cũng sẽ lên 7 thôi. Nếu mà thiếu tiền tôi sẽ bán bớt đi. Tôi sẽ bán lấy con God of Light đi. Bán đi mới đủ tiền round sau up 7 anh em ạ. Nếu không là không đủ tiền. Ok. Nhân tiện đây tôi cũng xin gửi cái thông báo đến cho tất cả toàn thể các anh em fan ở kênh đang theo dõi tôi. Đấy là kể từ cái ngày hôm nay và cái clip này thì nó sẽ là những cái clip mà tôi sản xuất trước anh em nhá. Tôi sẽ sản xuất trước và tôi sẽ làm cho khoảng 6 ngày, khoảng 1 tuần để tôi có thể chăm sóc vợ tôi ở trong bệnh viện. Vợ tôi sẽ đi đẻ vào ngày mai, tức là ngày 28. Đấy thì tôi sẽ sản xuất clip trước và đến mỗi ngày tôi sẽ cho nó phát hành vào lúc 9 giờ tối nha anh em nhá. Đó, thế thôi. Thì tất cả những clip sau nó sẽ không có tương tác như cái clip này đâu. Đấy, nó sẽ không có tương tác nha anh em nhá. Thì các cái anh em mà ủng hộ tôi cũng như là donate cũng như là đăng ký hội viên thì
cho tôi là cảm ơn sau nha anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ gặp CC Dùng Cháy. Ok. Ăn được không? Ăn được anh em ơi, yên tâm. Tôi nghĩ là ăn được. Với 2 bit ở đây thì không có cửa. 2 bit ở đây không có cửa, nói cho nhanh anh em nhá. Rồi. Để tôi chào cái bạn này đã. Ok. Lần đầu tiên cắt chuối. Ồ. Hay quá. Cắt chuỗi CC Tùng Cháy. Ui ui, có chuỗi luôn này. Thế là tôi lại còn được đánh chuỗi thắng cơ. Ừ. Chuẩn bị chuyển sang gót thôi anh em ơi. Ok. Rồi nhưng mà chưa có co nha anh em nhá. Co thì nó sẽ là con Heaven Bomber đấy. Heaven Bomber lên 2 sao thì có thể chơi được. Đấy, tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ phải là cắt chuỗi của CC Hoàng Cute 717 nha anh em nhá. Lai liệu có siêu phẩm không? Anh em đừng có gọi tôi là idol, ngại lắm. Idol gì đâu anh em. Chỉ là coi như là thợ YouTube thôi mà. Cố gắng là sẽ hy vọng, chứ không phải cố gắng. Hy vọng là sẽ gặp được CC hoặc Cute sớm. Chứ còn muộn là cái chuỗi này là sẽ coi như là rơi vào tay của các đồng đội của CC hoặc Cute thôi. Muộn quá là không được đâu anh em ạ. Nên là tốt nhất là gặp sớm đi, xin cái chuỗi cái nhỏ. Với cả lúc này là chúng ta đang coi như là có một cái đội hình mà form mạnh ở cái giai đoạn này. Free roll ngay nhở. Thôi chết rồi. Bây giờ phải làm nào đây? Bán bớt đi. Bán bớt đi. Từ từ đã. Bây giờ tôi đang tính xem là chơi con người nước hay là chơi con rồng mập đây. Con rồng mập thì nó uy tín, nó khỏe hơn con người nước đấy. Chính vì thế tôi sẽ bán con Heaven Bomber. Chưa bán được con nào cả anh em ạ. Thôi tí nữa chuyển luôn. Ui gặp luôn này. Thằng này có vẻ to nhá. Da gấu hai con mèo à. Có goblin luôn. Kẹp thêm cả con heo. Càng đấy. Càng đấy. Ui nhưng mà hình như tôi ăn được anh em ạ. Hay quá. Trông có vẻ rất giống mà tôi sẽ ăn được. Hay quá nhờ. Được đấy, được đấy. Hay. Hay quá anh em ơi, cắt được hai chuỗi liền. Tuyệt vời. Ok anh em ơi. Ui, thôi chuyển gót luôn nào. Thôi chuyển gót luôn anh em ạ. Luôn cái này. Rồi, ok, chuyển gót luôn thôi. Tôi sẽ bán cái con Heaven Bomber đi. Bán Heaven Bomber và bán luôn Skull Hunter luôn. Skull Hunter thì không cần. Chúng ta sẽ form bài level 8. Mà Skull Hunter phải level 9 mới cho được vào. Nên là chúng ta không chơi Skull Hunter nữa. Bán thôi. Ok. Anh em xem cái trận đấu trước, tôi có chia sẻ về cái bộ gót đỏ này rồi. Là chúng ta chơi ở level 8 cho nó đủ bộ anh em nhá. Chúng ta không lên 9. Đấy. Roll nếu mà chơi là phải có co đúng không? Co thì co 3 sao mới chơi được. Là chúng ta sẽ chơi, chúng ta dừng lại ở level 8 nữa chơi thôi. Ok. Rồi. Tôi xin thông báo lại cho các anh em mà có thể là qua cái đoạn vừa rồi anh em không xem, tua mất qua đoạn vừa rồi nha anh em nhá. Có thể diễn biến trận đấu nó trở lên là quá là không hay. Đấy, nhàm chán khiến cho anh em có thể là anh em sẽ tua một phát qua cái đoạn đầu game và sang cái đoạn giữa game này luôn. Và đến cái đoạn này thì tôi cũng xin nhắc lại anh em nhá, là kể từ cái clip này cho tới khoảng 6 cái clip nữa là những cái clip mà tôi sản xuất trước nha anh em nhá. Đấy, trong cái tuần này vào ngày mai thì tôi sẽ đưa vợ tôi đi đẻ. Chính vì thế tôi sẽ sản xuất hàng loạt các cái video để up dần lên theo cái hệ thống là auto xuất bản ở trên YouTube. Đấy, cứ đến giờ đấy là YouTube nó sẽ tự up lên thôi. Cụ thể là 9 giờ tối hàng ngày nhá anh em nhá. Đấy. Thì cứ 9 giờ tối hàng ngày anh em vào kênh của tôi anh em có thể xem được, hoặc anh em có thể ấn vào cái chuông nó sẽ hiện lên thông báo. Đấy thì 9 giờ tối hàng ngày sẽ có clip ra hàng ngày cho anh em. Tuy nhiên những cái clip đấy là những cái clip mà tôi sản xuất từ trước. Đấy và tôi xin thông báo với anh em là nó sẽ không có tương tác theo cái kiểu là hôm nay anh em comment xong ngày mai tôi trả lời đâu. Đấy, hoặc là anh em có thể là donate ủng hộ tôi cũng như là anh em đăng ký hội viên. Đấy. Rồi từ từ đã nha, tôi sẽ trả lời cái bạn này đã. Lai liệu có siêu phẩm không thì ngày nào mà chả có siêu phẩm. Ngày nào mà chả có siêu phẩm anh em. Đấy.
Mà nhất là khi mà cầm cái rank queen nhá, cầm cái arc rank queen chơi thì chắc chắn nó sẽ phải là siêu phẩm rồi anh em ạ. Siêu phẩm hôm nay nhá mà. Đây rồi. Siêu phẩm hôm nay mà một solo với 4 thì nó ông căng đấy anh em ạ. Đây rồi. Lên level 8 đủ bộ đã này. Ok, bỏ con này ra. Rồi. Cái bộ này là cái bộ mà chúng ta không cần xếp nhiều đội hình. Đấy. Đội hình nó không cần xếp nhiều, chúng ta chỉ cần đổi vị trí con co thôi. Nó sẽ rất là an toàn cho cái đội hình. Có những cái đội hình mà chúng ta phải xếp cả đội hình thì nó rất khó chơi anh em ạ. Nhất là khi mà có gặp những cái đối thủ mà có người người ta soi hộ bài rất khó chơi. Round này chắc là mất chuỗi. Thôi thì xác định round này mất chuỗi thôi. Không ăn được. Cho chuỗi là cho đạt bé bỏng luôn. Cay nhở. Ơ không mất. Chưa chắc mất. Ôi kìa, lướt thế thì lại mất rồi. Ui giời. Nào, có được không? Được không? Ui giời, được quá anh em ơi. Thằng CC đạt bé bỏng nó xả hết sạch tiền, nó cắt chuỗi tôi ấy kìa. Không cắt được. Ôi giời, hay quá. Được rồi, từ từ nhá. Bình tĩnh, cái đoạn này là phải bình tĩnh, không vội. Tiền bây giờ 50 tiền rồi, mất chuỗi cũng được anh em ạ. Mất chuỗi cũng được nhá. Tầm này là gặp Hòa Cute rồi này. CC Dùng Cháy chưa gặp đúng không? Gặp lại một lần nữa là chưa gặp. Gặp ở round 11, ok. Ham Vui chưa gặp. Cẩn thận Ham Vui nhá. Hết sức cẩn thận. Đấy, còn Ham Vui, còn CC Tùng Cháy. Ok, CC Ham Vui đây rồi. CC Ham Vui chơi Wario đã kẹp vào là Marine rồi. Chơi kẹp Marine và ăn tôi đây. Nhưng mà chưa có Doom. Ồ, chưa có Doom thì vẫn chưa ăn ở đâu. Chưa có Doom thì vẫn chưa có cửa ăn bạn nhé. Chưa. Ui mà khỏe nhở. Khỏe đấy. Giết được con ok rồi, ok ăn rồi. Hay quá anh em ơi. Ăn rồi. Thứ này là ăn rồi. Hay. Thằng nào vừa sang soi ấy nhở, không để ý anh em ạ. Dạ mà. Rồi ok. Rồi nhá. Vậy là còn cái thằng CC Dùng Cháy đúng không? Để tôi xem lại, là tôi tính lại một lần nữa xem gặp còn thằng nào ngoài cái thằng CC Dùng Cháy. Còn thằng CC Dùng Cháy với thằng QI à? QI cửa Phật à? CC Dùng Cháy là chơi 6 bit. 6 bit TB2 là thằng QI cửa Phật là chơi 6 Hunter. Ok. 6 Hunter. Đây rồi, CC Tùng Cháy đấy rồi. Ăn nổi không? Mất chuỗi rồi. Không. Chưa chắc. Ui dồi ôi anh em ơi. Ui dồi ôi. Không. Ăn hết đấy anh em ạ, ăn hết luôn. Rồi, ngon rồi. Còn cái thằng Hunter đấy quá đơn giản là gì nữa. Gặp cái thằng TB2 còn ăn được. Cái thằng coi như là 4 bit TB2 sao còn ăn được thì cái thằng Hunter cái tuổi gì mà ăn được tôi anh em ơi. Ôi, thế trận này phải đánh xuất sắc thế nhở. Đùa, đấy. Gặp càng những cái trận khó tôi lại chơi càng hay. Hay quá anh em ạ. Quy cửa Phật coi như là chỉ có 6 Hunter thôi. Đấy, chưa kẹp được 2 đỏ thoải mái luôn. Ok. Quá đơn giản. Đấy. Hay lắm. Ok. Ui. Tôi chết tôi rồi, người lúc chết mất rồi anh em ơi. Thôi bỏ mẹ ơi, làm sao giờ? Ăn được không nhở? Ui. Ui rồi ơi, dùng rồi, xong rồi.
À, tại sao lại mất chuỗi cho thằng này? Trời ạ, à, chán đời thế nhở. Ủa, không hiểu kiểu gì luôn, nó thua được ạ. Ảo thật sự luôn ấy. Ê, ngớ ngẩn vai gà đái luôn. Một cái round mất chuỗi rất ngớ ngẩn luôn anh em ạ. Ảo thật sự ấy. Làm nào giờ? Tôi chả hiểu cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, trời ơi, để được cái thằng Hunter yếu hơn nó lại thua. Không hiểu cái gì luôn. Tôi đúng là bình thường nếu mà tôi cảnh giác cao độ ấy, tôi gặp đối thủ mạnh ấy thì tôi tập trung 100% sức mạnh, cảnh giác cao độ thì tôi ăn được. Chứ còn tôi mà nói chung là khinh địch một cái là tôi bay màu luôn. Anh em ạ, rất là hay như thế. Thôi thôi thôi, không gãy nữa. Nguy hiểm lắm anh em, nguy hiểm lắm anh em ạ. Đây rồi, rất tốt, đồ rất ngon nhá. Đồ này là chơi gót là cực kỳ ngon luôn á. Ok. Dù sao thì cũng đã mất chuỗi rồi anh em ạ. Câu chuyện nó đã xảy ra rồi nên là chúng ta đánh cái đoạn này chúng ta từ tốn thôi. Anh em nhá, không phải vội. Cái món đồ ở trong cái round 20 này tôi sẽ chưa lấy vội. Đấy, chúng ta có thể để dành một cái huyết trượng. Huyết trượng cũng cần nhá anh em nhá. Mà gậy tà ác cũng cần. Đấy, sau này ghép cái gậy hack và cái gậy huyết trượng đều là những cái món đồ mà phải có nhá anh em nhá. Toàn trấn phái cả nên là chúng ta sẽ phải đợi thôi. Ui, thằng này lên live Bloodline 3 sao rồi. Thế thì khả năng vô địch là cao đấy. Cái bọn Clive này thì chắc chắn là tôi lướt là sẽ không vào máu đâu. Khỏe đấy. Ui, vãi đái thật. Live Bloodline 3 sao ở round 21 ạ. Xanh thế nhờ. Cũng may đấy. May mà cái round trước chúng ta mất chuối cho thằng Hunter. Thế mà nó lại là may. Ồ, đúng anh em ạ. Tôi nghĩ là vừa nãy là quyết định là chơi gặp cái bọn Hunter ấy, mất chuỗi cho bọn Hunter ấy, nó là cái quyết định chính xác của tôi. Anh em thấy không, tôi tính đến cái mức độ như thế cơ mà. Là tôi biết là cái round 21 là tôi gặp cái thằng Clive CC đạt bé bỏng, nó đang comeback bằng một cái con Live Bloodline 3 sao. Đấy anh em thấy không, chính vì thế nó tương kế tựu kế đấy, để mất chuỗi cho cái thằng ở cái round 19 đấy, quy y cửa Phật. Để cho làm gì? Để cho cái thằng Clive nó đỡ xanh. Anh em thấy tôi tính chuẩn không? Quá chuẩn. Chuẩn không phải chỉnh nhá anh em nhá. Chuẩn không phải chỉnh. Tính toán rất chuẩn đến vị trí của tấn công. Đấy, tính toán như thế làm gì? Để cho Clive nó đỡ coi như là xanh. Xanh quá thì nguy hiểm anh em ạ. Đấy, cái tầm này tôi vẫn thua đấy mà. Có thắng cái thằng nào đâu. Anh em thấy không? Đấy, nhưng mà được cái là chúng ta sẽ mất chuỗi cho một cái thằng yếu. Ui giời ơi, anh em tính toán. Tôi nói chung ấy là tôi tính toán là tôi đánh một lước ấy là tôi phải tính cái chục lước sau. Anh em thấy quá quen rồi đúng không? Đấy. Anh em cũng nên quen dần nếu mà anh em chưa quen với điều này nhá anh em nhá. Đấy, còn vừa lấy anh em thấy là tôi kêu ca cái đoạn mất chuỗi ấy. Thực ra là tôi đánh lừa anh em. Lừa anh em thôi. Đấy, để có một cái cú float trick. Anh em nhá, rồi. Chúng ta tiếp tục vào trò chơi thôi anh em. Không lên bàn luận quá nhiều về cái vấn đề đấy. Không là nó sẽ tạo một cái tiền đề để anh em coi như là tranh luận coi như là rất gắt. Đấy. Ở trên kênh chat anh em nhá. Thôi. Ôi, gặp trận này có nhiều line up phết nhở. Đủ cả luôn. Cả beat, cả 9 feather, cả god. Rồi cái gì Clive Assassin, 9 Assassin. Ui, có đủ cả luôn. Tất cả các line up luôn anh em ạ. Càng đấy. Trận này nó rất nhiều line up nhá. Đánh một trận hay thật. Trận này nó cũng hay rồi anh em ạ. Dã man thật sự. 8 người chơi ở mức rank queen với 8 line up khác nhau. Trời, quá hay luôn. Tôi rất thích chơi những cái trận đấu mà có nhiều line up như này. Những cái trận đấu mà nó hay ho như này. Tăng độ khó ở trong game anh em ạ. Nhiều khi là nếu mà có quá nhiều Clive ở trong trận đấu ấy nhá, tức là meta và quá nhiều beat thì chúng ta dễ dàng chúng ta chơi ví dụ như là 9m để counter. Nó rất là dễ chơi bởi vì chúng ta chọn một cái con đường riêng. Đấy. Nhưng mà với một trận đấu mà 8 người chơi là 8 cái ông mà chơi lineup khác nhau ấy thì không có ông nào counter ông nào cả như anh em nhá, counter lẫn nhau. Ở trận này có Hunter này. Quy của Phật là chơi Hunter Egosit. Đấy, CC Tùng Cháy là chơi beat. CC Ham Vui là chơi 9 Warrior.
Ngư Lộc là chơi 9 Feather, CC đặt bé bỏng là chơi Clyde. Đấy, Clyde. Rồi thì CC Hoàng Cute là chơi Goblin Mech. Đấy, còn Bambi là chơi 9 Assassin. Cuối cùng là tôi là chơi God Người Nước. Ui anh em thấy không? Đúng 8 ông 8 layup luôn. Đúng 8 ông 8 layup luôn anh em ạ. Không có bản cãi gì, đúng 8 ông 8 layup. Round 25 vẫn chưa có ai bay màu. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng là CG Hoa Cute là chơi Goblin Mech là sẽ bay màu rồi. Chưa gặp beat thì chắc bay màu. Còn hai màu thôi, không có đỡ nổi đâu. Đấy, tầm này ra bom thì vẫn coi như là bay màu thôi anh em ạ. Đấy, Mech kìa. Mech kỳ vậy ba kìa. Sẽ bay màu sớm thôi. Goblin Mech. Đấy, nhưng mà anh em thấy là up lên 10 ở round 25. Up 10 quá sớm. Chơi Goblin Mech, chơi roll ở 9 rồi anh em ạ. Chơi 10 là hết tiền, là không roll được. Anh em phải hiểu là khi mà không roll được mà không ra đủ bộ ấy thì là toang. Đấy, cái bộ đấy là phải form sớm thì mới thắng được. Chứ còn muộn một cái là thua ngay. Mà thua thì làm gì có tinh hoa đâu, đúng không? Chúng ta phải form được ở round 17 là phải lên 9 là roll hết tiền rồi. Chứ còn để tiền mà lên 10 thì xác định thua luôn. Đấy, chơi nó bị sai. Đấy, anh em hiểu không? Rồi. Chết rồi, tôi roll mà mãi nó ra con người nước anh em ạ. Hơi lâu đấy. Từ lấy giờ tôi vẫn đang ở level 8 đấy anh em nhá. Chứ còn tôi cũng chưa có lên được level 9 đâu. Đấy, mà bọn nó có tiền lên 10 rồi, anh em biết là tôi đang bị thọt tiền như thế nào. Chúng ta dừng lại ở 8, chúng ta roll quá nhiều nhưng mà nó không ra con người nước. Hơi đen. May mà là đoạn đầu tôi giữ được máu tốt đấy. Tôi có một cái lượng máu tốt. Đấy, nên tầm này tôi vẫn đang thua. Nhưng mà thua với trên một cái tâm thế là mất ít máu thôi, chứ cũng không nhiều máu lắm. Đấy, mỗi round mất một chút thôi. Mày thế mày gặp cái đúng kẹp cái con ách ở phía dưới luôn. Blink ở vị trí con ách, may lướt kịp trước khi là hú. Nhưng mà cũng mất nhiều máu đấy. Mày qua lướt chết được con Doom rồi, nhưng mà mất nhiều máu đấy anh em ạ. Mất nhiều máu đấy, thằng này nó kẹp vào Marine rồi. Ủa, càng đấy. 15 máu luôn. Quá càng. Rồi, roll tiếp rồi. Chơi cái bộ này là bắt buộc phải roll người nước 3 sao anh em nhá. Nên là tôi cứ phải người nước 3 sao đá rồi mới tính. Người nước 3 sao còn 2 con đúng không? 2 con nữa thôi anh em ạ. Luôn phát nữa. Chưa có. Đen quá anh em ơi. Thực ra là quá đen luôn ấy. Bây giờ là round 27 rồi. Tôi bảo tôi lên 9 tôi roll thì không nói làm gì. Tôi đang ở 8 tôi roll đấy. Mà tôi có chuỗi đến cái mức mà tôi lên được 8. Tôi có chuỗi. Mà bây giờ tôi roll từ nãy giờ vẫn 50 tiền roll. Mà cuối cùng là vẫn chưa ra được. Round 27 rồi. Quá đen. Hy vọng là round sau nó sẽ ra cho tôi một phát hai con luôn. Cho tôi để tôi có thể lên được 9. Thật sự là bây giờ mà nếu mà không lên 9 sớm thì khả năng toang là rất cao đấy anh em ạ. Bây giờ là round 27 rồi. Và cái sức mạnh của đội hình ấy. Mày qua gặp cái thằng này. Được. Thằng này ăn rồi. Thằng này thì chắc chắn nó ăn rồi anh em ạ. Thằng này là cái thằng yếu nhất ở trên bàn cờ. Đấy, Goblin Mech up 10 thì xác định là thua rồi. Không ăn được. Đấy, anh em thấy là kể cả là tôi có đang ở 8 tôi vẫn ăn được thằng này. Anh em thấy không? Đấy, tôi vẫn ở 8. À, có ăn được không? Liệu ăn được không? Ăn được. Ăn được anh em ạ. Ăn được. Tôi nghĩ là ăn được. Một lướt nữa là đi. Đấy, ui, nó bật skin lại được. Nhưng mà anh em ơi, tôi có hai con. Thôi xong rồi. Anh em thấy không? Đấy. Mà thằng này lên 10 nó còn một đống tiền nó không sử dụng ấy nhỉ. Đây thôi, còn một con người nước nữa thôi anh em ơi. Roll thôi. Còn một con người nước đi. Một con người nước nữa. Chó xin một con nữa thôi. Từ từ nhá, từ từ, bình tĩnh. À, rồi, thế tôi bỏ cái con... Tạm thời tôi sẽ bỏ cái con God of War ra. Tôi sẽ cho Saman vào anh em nhé. Cho Saman, 4 Saman vào luôn. Từ từ đã, bình tĩnh. Chơi hai God vậy. Ok. Ui cái round vừa rồi chết mấy thằng cơ. Bây giờ tôi mới để ý. Vậy là Assassin với cả Goblin Mech chết rồi nhá. Quy cửa Phật chơi 6 Hunter 6 Ego Seed thì phải lên 10. Thằng này chắc cũng đi luôn rồi. Bộ này phải chơi 10. Ui nhưng mà nó bắt được cái con này của tôi. Ui rồi ơi. Nó bắt được cái con người nước của tôi. Nhưng mà nó lại có cái con súng 3 sao. Thì vẫn đi thôi. Ừ. Vẫn đi thôi bạn ơi. Rồi sao. Cũng đi luôn. Ui trận đấu này quá nhanh anh em ạ.
Trận đấu diễn ra rất nhanh luôn. Bây giờ mới round 28 mà đi gần hết rồi kìa. Rồi, người nước. Một con nữa, một con nữa. Ui ui, đây rồi anh em ơi. Rồi, lên 9, 6 đỏ thôi anh em ạ. Chuẩn bị lên 9. Từ từ nhá, bình tĩnh nhá. Người nước lên được 3 sao thì nó lại ok. Đấy, nên là chúng ta bình tĩnh thôi. Trên con đường lên 9 nhá anh em nhá. Chứ còn cũng chưa cần phải là dí một phát lên 9 luôn đâu. Đấy, vẫn 46 máu nhá anh em nhá. Đấy, một vài round nữa thua vẫn được, vẫn chấp nhận thua để kiếm được cái hồi máu cũng được, vẫn ok anh em nhá. Bình tĩnh, không có gì phải vội cả. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trận này là phải hết sức bình tĩnh anh em ơi. Cái tầm này nhá, tôi nói thật với anh em, hai thằng CC đi rồi đúng không? Hai thằng CC đi rồi là trận đóng nhiệm vụ là gì? Đóng nhiệm vụ là bây giờ là đi soi bài đấy. Phải cẩn thận anh em ạ, à. Hết sức cẩn thận. À đâu, mới có một thằng đi thôi. Mới có một thằng đi thôi anh em ơi. Mới có một thằng đi, nhưng mà đây chắc là thằng đi tiếp theo đúng không? Có đi được thằng này không? Thằng này đi được không? Ui, đi được luôn này anh em này. Tôi còn chưa đủ bộ đâu anh em ạ. Mẹ, lắm máu đi rồi. Ui rồi ơi, cửa lai tôi vẫn ăn được thằng cửa lai mới kinh chứ. Mà trong khi tôi còn chưa đủ bộ đâu anh em ạ. Tôi vẫn đang đánh ở level 8 rồi đấy. Đánh level 8 rồi, còn mới kẹp hai góc thôi. Mà cái con người nước này nó lướt chết được con live blade line. Ảo thật sự anh em ơi. Rồi. Vậy là trên bàn cờ bây giờ chúng ta còn bộ beat. Chúng ta còn beat, chúng ta còn 9 feather. Và chúng ta còn bộ 9 warrior nữa thôi. Ham vui chơi 9 warrior. Tùng cháy. Tùng cháy chơi beat. Cuối cùng là ngư lộc là chơi 9 feather. Ok. Rồi. Cứ bình tĩnh. Chơi gót đỏ này thì nó là một cái đội hình giữ máu anh em ạ. Giữ máu nó tốt lắm. Đấy. Nên là tôi cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội cả anh em nhá. Không có gì phải vội. Đội hình này là cái đội hình mà chúng ta cù nhây được. Đấy, cứ để bọn nó giết nhau thôi. Anh em thấy không? Đấy, CC đặt bé bỏng bây giờ là đang có nhiệm vụ à sang soi bài cho hai cái ông còn lại. Còn tôi cũng không biết là đang soi bài cho Ham Vui hay Tùng Cháy counter tôi đây. Anh em thấy không? Nó căng thẳng đến cái mức độ như thế. Tức là bây giờ là tôi là phải chống lại ở đây nó là 4 người. Đấy, tôi lọc vào trong top này có nghĩa là tôi sẽ phải chống lại 4 người đấy. Coi như là một mình solo với 4 rồi đấy. Bây giờ là phải xem là ghép cái gì. Ghép cái gậy hack đi. Tôi sẽ ưu tiên gậy hack trước. Búa sét. Búa sét có ghép không nhỉ? Búa sét mà ghép thì sẽ cho con heo cầm. Búa sét này ghép cho heo cầm nó. Còn tôi sẽ cho con người nước này cầm cái tạm thời sẽ cầm cái ngọc giảm hồi chiêu. Cho con người nước cầm cái ngọc giảm hồi chiêu để nó có thể lướt được nhiều hơn. Ok. Ấy, ui mẹ nó sang. Hai thằng nó sang nó thay phiên nhau nó soi nhá anh em nhá. Anh em nhìn thấy thằng CC hòa cute không? Thằng đấy cũng chết rồi. Đấy, tức là mỗi thằng là soi cho một thằng. Đấy. Mỗi thằng là soi cho một thằng luôn. Tôi lấy ví dụ như là cái thằng CC đặt bé bỏng nó soi cho thằng Tùng Cháy. Thì là cái thằng còn lại là cái thằng CC hòa cute nó sẽ soi hộ cái thằng Ham Vui. Thế thôi. Chơi thế anh em thấy không? Ăn liệt chưa? Đấy, còn thực ra là chơi ở đây là người ta sẽ nói chuyện với nhau trong Discord. Anh em hiểu không? Chứ người ta không có chat ở đây đâu. Nên là chúng ta sẽ không biết. Đấy, nhưng mà trong Discord là gặp nhau ở trong Discord ấy. Là nói chuyện với nhau trực tiếp luôn. Đấy, và anh ơi, thằng Tuấn Cơ nó để con Grand Herat ở vị trí này này. Đấy, cẩn thận nhá, không có cướp nhá. Đây là anh ơi, con người nước nó mẹ nó vừa linh sang phía bên trái đấy. Anh phải coi như là kẹp cái con này, cái con gì, con ách ở vị trí này để nó bay xuống một cái là hú kẹp nó luôn. Đấy, anh em hiểu vấn đề chưa? Càng lắm anh em ạ, à, không đơn giản đâu. Thật sự là không đơn giản đâu anh em. Đấy, mà bây giờ đẩy một phát chết cả hai thằng luôn thì là coi như là đỡ phải coi như là soi. Thế cho nó nhanh anh em ạ. Đấy, cái tầm này thì tôi cũng không sợ Doom nữa rồi. Bởi vì tôi lên 10 là tôi kẹp được vào là 4 Saman thì tôi không sợ Doom nữa. Với cả anh em thấy là tôi đã tỉnh, tôi rất tỉnh là tôi đã coi như thêm một cái con nữa. Đấy là con God of Light nó lên được 3 sao. Đấy, nên là rất có thể là sẽ Doom vào con God of Light thôi. Đấy, là cái tầm này tôi không sợ Doom làm đâu. Tôi nói luôn là tôi không sợ Doom. Chắc là tôi sẽ tiến là ngư lộc đi trước bọn kia rồi. Anh em ạ, ngư lộc phải chắc đi rồi. Gặp cái bộ counter. Ok. Hay quá.
Đấy, nếu mà nói về cái vấn đề là sợ nhá, thì tôi cái đội hình của tôi ấy, nó sẽ sợ cái đội hình của Tùng Cháy hơn. Đấy, là gót đỏ sợ beat hơn là sợ Wario. Đấy, Tùng Cháy thì là chơi beat, còn CC Ham Vui chơi Wario thì rõ ràng là Wario thì tôi không sợ lắm, bởi vì là nó chỉ sợ cái con Doom, thì con Doom nó Doom vào chắc chắn là sẽ rất khó để có thể Doom được vào con người nước của tôi rồi. Đấy, còn CC Tùng Cháy thì chơi beat thì nguy hiểm hơn. Đấy, nguy hiểm hơn nhiều. Beat thì gót đỏ này nó sẽ phải là có con Omen thì nó đỡ sợ beat hơn anh em ạ. Còn cái tầm này thì nói chung là vẫn khá là sợ beat đấy, nên chúng ta phải hết sức cẩn thận với cả hai thằng. Đấy, rồi tôi nghĩ là nếu mà một round mà tôi đẩy hai thằng đi thì coi như là trận đấu này coi như kết thúc luôn. Ok, gặp thấy thằng này, ok. Hay quá, ui ui, biến được cái con Gorieto anh em ạ, biến được Dominator, thế là coi như là ở trong lồng luôn. Đi rồi bạn ơi, CC Tùng Cháy, chào nhé, đấy. Khi mà úp lồng này là con người lướt của tôi nó có thể là xong cái cooldown nó lướt được phát lửa. Ôi trời ơi anh em ơi, bên kia thì CC Ham Vui cũng đi luôn. Trời ơi anh em ơi, một coi như là một mũi tên trúng hai con nhặn. Không có cơ hội để có thể coi như là soi bài để counter rồi anh em ạ. Dã man thực sự luôn. Ui mà cái trận đấu này nhá, anh em có tin được không, là đang chơi ở cái mức rank queen mà coi như là top server luôn đấy. Mà anh em có tin được không, là tôi kết thúc trận đấu ở round thứ 34. Tôi chơi trận này cũng phải gọi là xuất sắc đấy chứ nhở. Ồ, được đấy. Và kết thúc con game thì tôi cũng xin được cảm ơn anh em Đặng Minh Trung, bạn Hiền Nguyễn và bạn Dương Hương đã donate ủng hộ cho tôi. Bên cạnh đó tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Trọng Hay, anh em Tài Nguyễn, anh em Mạnh Trần và anh em Tuấn Vũ đã donate bằng cái lời cảm ơn ở trên YouTube ủng hộ tôi. Và cuối cùng xin cảm ơn anh em Đỗ Công Trí đã đăng ký gói hội viên ở trên kênh, trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em hãy xem cái clip ngày hôm qua nếu anh em chưa xem. Một trong cái trận đấu rất hay, khi mà đối thủ chơi cũng rất hay anh em nhá. Counter vào tôi và tôi counter lại một lần đối thủ lần nữa. Counter của counter thì mới có thể chiến thắng được. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Nếu mà anh em chưa biết cách counter cái bộ Clive ở trong cái meta mới, 6 Clive, 6 Glacier, Mark Bing vẫn có thể ăn được anh em nhá. Bằng cái bộ nào thì anh em có thể xem clip bên phải. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.